Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Điểm tin cuối ngày của Sun TV. Chương trình tối hôm nay, ngày 21 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Xuất hiện bão số 14, gió mạnh, sóng lớn. Ba người tiêm thử vaccine Covid-19 của Việt Nam, có hai người là sinh viên. Vé máy bay Tết dương lịch tăng sốc. Tăng tần suất chuyến bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoại tử vùng biểu từ vết bét nhỏ. Sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, xuất hiện bão số 14 gây gió mạnh, sóng cao từ 5 đến 7 mét ở Biển Đông. Dự báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió giật mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều hôm qua, ngày 20 tháng 12, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 14. Lúc 16 giờ, tâm bão ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc và 114,1 độ Kinh Đông, cách đảo Sông Tử Tây, quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa, khoảng 120 km về phía nam. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ chiều nay, tâm bão cách bãi Huyền Trân, Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 180 km về phía đông đông bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Theo đó, hiện tại đã thông báo hướng dẫn 57.515 phương tiện tàu thuyền với 348.974 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm của bão số 14. Chiều ngày 20 tháng 12, tức 3 ngày sau khi các tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử vaccine ngừa Covid-19, thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo Bộ Y tế đã đến thăm hỏi. Được biết, trong số 3 tình nguyện viên có 2 người là sinh viên. Tròn 3 ngày sau khi thực hiện tiêm thử vaccine ngừa Covid-19 do công ty Nanogen Việt Nam sản xuất, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo Bộ Y tế đã đến thăm các tình nguyện viên đang được theo dõi tại Viện Nghiên cứu Y dược Quân sự, Học viện Quân y. Một trong số 3 tình nguyện viên đã chuẩn bị sẵn một bức vẽ chân dung Phó Thủ tướng Đam để xin chữ ký của chính ông. Theo đó, cả 3 tình nguyện viên gồm 2 người đang là sinh viên 20 tuổi và 1 là giáo viên 40 tuổi, cho biết sức khỏe của họ đều rất ổn. Ngay sau cuộc gặp mặt, các tình nguyện viên được về nhà, bắt đầu trở lại cuộc sống học tập, làm việc bình thường. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tiêm vaccine cho toàn bộ nhóm tình nguyện viên còn lại, gần 60 người, độ tuổi từ 18 đến 50. Tháng 3 năm 2021 tới, dự kiến có 600 người từ 12 tuổi trở lên được tiêm thử nghiệm. Đợt thử nghiệm vào tháng 3 năm 2021 sẽ đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vaccine. Theo đánh giá của giới chuyên môn, lượng vaccine ngừa Covid-19 sản xuất được trên thế giới hiện nay chỉ bằng 20% so với nhu cầu. Nếu Việt Nam tự sản xuất được vaccine hiệu quả, người Việt sẽ sớm được sử dụng vaccine này. Thưa quý vị, nhân dịp Tết dương lịch thì giá vé máy bay tăng mạnh ở các chặng bay đến các điểm du lịch khiến nhiều người đắn đo trong việc đi chơi trong 3 ngày nghỉ. Khảo sát giá vé máy bay của các hãng ngày 20 tháng 12 cho hành trình bay ngày 31 tháng 12 năm 2020 và ngày 1 tháng 1 năm 2021, các chặng bay đến các điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng còn nhiều chuyến bay nhưng giá vé khá cao. Chặng thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, Nha Trang hoàn toàn không có giá dưới 1 triệu đồng một vé, hiện đang ở mức 1,2 đến 2,1 triệu đồng một vé. Về khả năng tăng chuyến thêm dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán, đại diện Vietnam Airlines cho biết, tùy theo nhu cầu của thị trường, hiện chưa có kế hoạch tăng tải thêm. Vị này cho biết xu hướng năm nay, tâm lý của khách hàng vẫn còn e dè dịch nên mua vé cận ngày hơn, do đó sẽ xảy ra tình trạng các chuyến bay gần Tết sẽ nhanh hết vé. Để có được giá tốt, thời gian đi lại hợp lý, hành khách nên chủ động mua vé sớm hơn, vị này nói. Trong khi đó, vé máy bay Tết âm lịch còn khá nhiều sau khi hàng không tăng tải nhiều chuyến dịp cao điểm. Tuy nhiên, giá vé vẫn chưa hạ nhiệt. Hiện nhiều đường bay của Vietnam Airlines trong cao điểm Tết đã đầy 50-90% số ghế. Các hãng bay nhận định người dân vẫn có nhu cầu về đoàn viên rất lớn dịp Tết năm nay. Từ tháng 1 năm 2021, thì cứ mỗi 20-30 phút Vietnam Airlines sẽ có một chuyến bay chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh như xe buýt để đáp ứng nhu cầu của hành khách. Ngày 21 tháng 12, đại diện Vietnam Airlines cho hay, hiện nay mỗi ngày hãng khai thác 20 chuyến khứ hồi, Pacific Airlines có 8 chuyến, tần suất này tăng 2,5 lần so với thời điểm tháng 8 khi có dịch Covid-19. Trong tháng 1 năm 2021, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 24 chuyến khứ hồi mỗi ngày, còn Pacific Airlines khai thác 12 chuyến, trung bình 20-30 phút sẽ có một chuyến bay giống xe buýt vào tất cả các ngày trong tuần. Theo Vietnam Airlines, nhu cầu đi lại của hành khách trên chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cao do dịch bệnh đã được kiểm soát tốt và nhu cầu dịp Tết dương lịch, âm lịch. Cùng với đó, hai sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất sẽ hoàn thành sửa chữa đường băng giai đoạn 1 nên các hãng bay có thể tăng tần suất.
Hiện mỗi tuần, Vietnam Airlines và Pacific cung ứng 104.000 ghế, vận chuyển 92.000 lượt khách giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tương ứng 98% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 57% tổng thị trường. Để phục vụ hành khách thuận lợi và nhanh chóng, Vietnam Airlines giảm thời gian làm thủ tục tại sân bay Nội Bài, như bố trí quầy làm thủ tục riêng cho hành khách chặng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh gần lối ra soi chiếu an ninh. Điều này giúp hành khách làm thủ tục bay và ra tới cửa khởi hành chỉ trong 10 phút, nhanh hơn các chuyến bay thông thường từ 3 đến 8 phút. Tương tự tại sân bay Tân Sơn Nhất, từ quầy làm thủ tục riêng ra tới cửa chỉ 22 phút, nhanh hơn các chuyến bay khác từ 2 đến 6 phút. Các chuyến bay đều bố trí ống lồng giúp khách di chuyển nhanh chóng ra máy bay. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông 50 tuổi bị viêm loét nhỏ ở da bìu, uống thuốc không hết mà càng sưng to như quả bưởi. Bệnh nhân đau dữ dội và sốt cao, hai bèn sưng đỏ nên vào cấp cứu tại bệnh viện Bình Dân. Ông bị béo phì, trước đó chưa phát hiện bệnh lý nào. Bác sĩ cho biết bìu bệnh nhân sưng to, ấn rất đau, nhiễm trùng lan hai bên bèn. Xét nghiệm cho thấy đường huyết khá cao, bệnh nhân chưa đi khám nên không biết. Bác sĩ quyết định mổ khẩn với chẩn đoán hoại tử fornea. Khi bóc tách phần bìu sưng, thấy rất nhiều mủ vàng, rất hôi. Bệnh nhân được rạch hai đường ở hai bên bèn, tạo đường thông nối từ bèn xuống bìu và tứ chửi nhiều lần. Bác sĩ kiểm tra cầm máu rồi đặt hệ thống dẫn lưu mủ để chăm sóc vết thương mỗi ngày. Phần mủ được cấy làm kháng sinh đồ. Theo đó, nếu không xử trí sớm, bệnh nhân có thể tử vong vì sốc nhiễm khuẩn huyết. Dự kiến sau khi vết thương lành, bệnh nhân sẽ được khâu da, tạo hình thẩm mỹ vùng da bìu. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin cuối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Sun TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.